Trận tiếp theo, một không trong C2, Egypt Click như đội bạn và Katahit như vậy quần cân. Katahiti đối đầu với Egypt và Click. Đây là máy của Bùi Phương Nam cầm Hiti. Quy cao 1m48 nhưng người nhìn nhiều người mẫu 1m48 thì quay trở lại với trận đấu này, như vậy là map thì dường như là quân là cân rồi. Hitty trong tay của cầu thủ Bùi Phương Nam. Và Bùi Phương Nam đang có vẻ như là rất xấu. Rất xấu nhỉ. Hào sẽ là người phải cân đôi trong trận này. Chỉ Bùi Phương Nam là người đánh cung rồi. Tiền đời sẽ là siêu muộn. Mà vẫn còn chưa đủ đồ, 6 giờ có gì không? Vậy theo tin báo về là Bùi Phương Nam đã có đồ. À, có bách quả phụ rồi. Ổn. Mỗi tội là sẽ là 11 kích. 26 dân, không đến nỗi. Kích. 908 với 26 nông dân Hitty. Còn đây là Katha tới từ game thủ Mạnh Hào. Khá muộn mà. Không thì Nam lên đời muộn nữa.
Oklahoma, Alamos, Ewatonic. Oklahoma, Holmes, Ewatonic, Polar, Alamos, Ewatonic. Nhanh quá, không được cái gì chấm công. Công cứ bốc phét thì thua đến nơi rồi này. Phương thả. Bây giờ mình phải kết bạn với Hot Girl thôi. Đơn nhà của game thủ mồ 8, đó là game thủ thủ xuất cầu Greg đánh chém trong trận đấu này. Hai 5/28 trong khi đó thì Bùi Phương Nam thấy đội bạn đang ấu diệt rồi. Thôi hỏng rồi. Mạnh Hào quyết luôn tỷ số. Được cân bằng một đều dành thành viên của phía Team Sài Gòn. Đấy tớ bảo mà. Ông Duy Anh bảo đánh nhanh quá không biết giờ thì chính thua luôn. Vâng, xin thiếu mũ Rivendo à, bây giờ có Rivendo được đấy, chúc. Ủa